Điện Kremlin thông báo nhận lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm hữu nghị cấp nhà nước đến Triều Tiên từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 6. Đây là lần thứ hai Tổng thống Putin thăm Triều Tiên sau chuyến thăm đầu tiên hồi tháng 7 năm 2000. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Moscow và Bình Nhưỡng đang tăng cường quan hệ trong thời gian gần đây. Hãng thông tấn TASS và Điện Kremlin hiện không cung cấp thông tin chi tiết về lịch trình chuyến thăm. Tuy nhiên, theo thông lệ, Tổng thống Putin sẽ có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong Un và một số hoạt động khác trong thời gian ở Bình Nhưỡng. Và theo kế hoạch sau chuyến thăm Triều Tiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6.